Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Project xây dựng chức năng quản lý sinh viên được viết bằng JavaScript. Thì ở buổi trước chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng form thông tin sinh viên và phần danh sách sinh viên. Tiếp tục ở video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công việc validate form khi người dùng nhập dữ liệu vào trong form thông tin sinh viên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xây dựng chức năng validate form. Chúng ta sẽ quay trở lại phần code của buổi trước. Đây chính là phần code của buổi trước và chúng ta đang thực hiện, và chúng ta đã xây dựng xong form và danh sách sinh viên ở trên màn hình như thế này. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cần thực hiện một công việc, đó là khi người dùng nhập liệu vào các input ở trên form, đây thì chúng ta cần phải validate cái form này khi họ nhấn lưu lại. Thì validate form nó là một trong những công việc rất là phổ biến các bạn sẽ thường gặp ở trong các project của mình, và đây là cái công việc đầu tiên khi các bạn làm việc với form, đó chính là kiểm tra dữ liệu mà người dùng nhập vào xem nó có đúng hay không. Thì để thực hiện được việc này thì chúng ta sẽ xử lý bằng JavaScript. Bây giờ chúng ta sẽ mở file student.js lên. Thì ở buổi trước phần giao diện này, chúng ta ở trang index này chúng ta đã nhúng file student.js rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết phần xử lý validate form như thế này. Thì ở trong đây tôi sẽ có một phương thức là store user đi. Tôi để là set, một phương thức set. Đó. Tôi sẽ gọi đến phương thức set này khi người dùng click vào nút button lưu. Đây. Chúng ta có một button lưu lại và tôi sẽ bắt thông qua sự kiện on click. Đây. Và chúng ta sẽ test thử xem là khi người dùng click và lưu thì chúng ta đã gọi được vào đây hay chưa. Ok, chúng ta chạy thử nó lên. Các bạn ấn F12 lên và xem phần ở tab console log. Các bạn sẽ thấy là ở tab console này, các bạn sẽ thấy là đó, chúng ta đã gọi được vào đây. Thì các bạn nhìn thấy là trên form này chúng ta đang có 5 cái input. Thì chúng ta sẽ đặt tên 5 cái biến tương ứng với 5 cái input này như sau. Chúng ta sẽ đi khai báo biến ở trong student như thế này. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một biến let là full name, nó đại diện cho họ và tên. Đó. Thì cái biến full name này tôi sẽ làm gì? Cái biến full name này tôi sẽ lấy giá trị của nó thông qua ID. Đây, các bạn thấy ID ở đây đang là full name như thế này. Thì tôi sẽ lấy thông qua ID và tôi sẽ lấy thông qua phương thức DOM như thế này, document.get element by ID. Đó, và tôi sẽ lấy full name và cuối cùng .value như thế này. Là tôi đã lấy ra được biến full name có giá trị. Tiếp theo tôi sẽ lấy ra biến email, số điện thoại và address. Email. Thì đây chúng ta chỉ cần thay là email. Phone. Đây, chúng ta sẽ thay là phone. Đó. Và chúng ta sẽ thay bằng address. Và đây ID sẽ là address tương ứng như chúng ta đã định nghĩa trước đây. À, buổi trước chúng ta tạo form chúng ta chưa đổi tên. Ở đây nó sẽ phải là email. Các ID nó sẽ phải khác nhau. Đây sẽ là phone. Và ở đây sẽ là address. Đây. Và ID ở đây nó sẽ là nam và nữ, thì nó sẽ là female như thế này. Ok, quay trở lại đây. Chúng ta sẽ lấy ra biến giới tính. Thì ở giới tính tôi sẽ cần phải làm việc này. Bởi vì nó là dạng radio box nên tôi sẽ cần khai báo là ban đầu tôi tạo ra biến gender. Gender chưa có giá trị gì thì gắn nó bằng rỡ. Và tôi kiểm tra nếu mà người dùng chọn vào giới tính nam thì chúng ta kiểm tra nó như thế này. Nếu người dùng chọn giới tính nam và chấm checkered như thế này thì chúng ta sẽ lấy ra giá trị gán gender bằng cái này chấm value. Đó, trái lại thì chúng ta kiểm tra xem là nếu là người dùng chọn giới tính nữ
như thế này. Chúng ta thay đây là Amalia thì đây sẽ là như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ lấy ra gắn lại gender bằng giới tính nữ như thế này. Đó, thì đối với radio box thì chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là chúng ta console nó ra xem lấy được các giá trị của nó hay không. Console log, tôi sẽ in ra full name, tôi in ra email, tôi in ra phone, tôi in ra address, và cuối cùng tôi in ra gender. Chúng ta sẽ chạy thử lên. Ok, chúng ta vào tab console, chúng ta nhập ví dụ phạm kỳ khôi info@gmail.com, số điện thoại, địa chỉ ví dụ là Hà Nội đó, và tôi chọn nam thì nó sẽ lấy ra đó, email, phone, Hà Nội và 1. Nếu tôi đổi là nữ thì đó, giới tính chuyển thành 2. Nếu tôi đổi ở đây thành một cái email khác, đó, kết quả nó cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta đang lấy giá trị ra nhưng chúng ta chưa đi kiểm tra dữ liệu ở đây như thế nào. Thì chúng ta sẽ tự quy ước với nhau là ví dụ tất cả các thông tin ở đây bắt buộc phải nhập. Cái thứ hai là tên không được nhỏ hơn 2 ký tự. Email cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ đi validate nó như sau. Thì tôi sẽ đi xử lý validate cho cái họ và tên trước. Từ cái đó tôi sẽ apply cho tất cả những input này để các bạn dễ hiểu. Ok, trước khi thực hiện validate, tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái thư viện, đó là thư viện Lodash. Sau này chúng ta sẽ dùng khá là nhiều. Đây, thì thằng Lodash này nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều cái phương thức, rất nhiều cái thư viện, các hàm để chúng ta có thể xử lý dữ liệu một cách dễ dàng hơn. Đó, thì làm sao để sử dụng được Lodash? Thì các bạn có thể sử dụng thông qua CDN như thế này. Chúng ta sẽ vào phần CDN, chúng ta sẽ nhúng nó vào. Đây, đơn giản như thế này. Đây, chúng ta sẽ nhúng nó như thế này. Đó, chúng ta sẽ nhúng vào trang của chúng ta, index, và chúng ta nhúng vào phía trước thư viện của chúng ta. Ok, thì cách sử dụng Lodash các bạn thấy rất đơn giản. Nó luôn luôn bắt đầu bằng tên của nó sẽ là dấu gạch dưới đến tên phương thức của nó, thì nó sẽ chạy như thế này. Ví dụ tôi muốn sử dụng hàm EMT của nó như thế này, thì tôi chỉ cần là gạch dưới chấm EMT, thì hàm này nó sẽ trả về true hoặc false. Đó, ví dụ ở đây tôi muốn kiểm tra là nếu full name, nếu mà full name mà là empty, nó có nghĩa là cái biến full name này không có giá trị, thì chúng ta sẽ console log lỗi ra như thế này, thông báo là vui lòng họ và tên như thế này. Đây, chúng ta chạy thử lên này. Đó, thì nó đang empty, còn nếu các bạn nhập vào thì nó sẽ không báo gì nữa. Đây, thì vấn đề của chúng ta là khi mà nó không nhập gì thì chúng ta phải hiển thị cái lỗi ra đây. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Quay trở lại eForm của chúng ta, chúng ta vào bên cạnh cái input full name, chúng ta tạo ra một cái span với ID là, tôi đề là full name error như thế này. Đó, và tôi sẽ làm như sau. Nếu mà người dùng không nhập full name thì tôi sẽ gọi đến cái thẻ span mà chúng ta vừa định nghĩa như thế này, và chúng ta sẽ chấm in HTML và chúng ta sẽ truyền cái nội dung này vào như thế này. Đây, đó, ok, đây chúng ta thử này. Đó, vấn đề là message lỗi thì phải có màu đỏ, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái class errors như thế này. Sau đó chúng ta sẽ style cho nó có màu đỏ
như thế này. Thì chúng ta sẽ thử lại này. Đó, lúc này nó đã báo lỗi. Vậy khi người dùng nhập vào nhấn lưu thì chỗ này sẽ không được báo lỗi nữa. Thì ở đây chúng ta phải xử lý như thế này. Trái lại thì chúng ta sẽ xóa cái nội dung này đi, không được hiển thị lỗi nữa. Chúng ta sẽ xóa nó về năm như thế này. Các bạn thử lại này. Đó, còn nếu trường hợp không nhập, đó. Đó, các bạn hiểu chưa? Thì đây là cái cách để chúng ta xử lý validate form, để tương tác giữa form với người dùng, thông báo cho người dùng biết là các bạn là người dùng phải làm gì. Đó. Bây giờ tôi muốn là họ tên không được nhỏ hơn hai ký tự thì chúng ta chỉ cần xử lý ở đây thêm một cái nữa, đó là elif. Đó, các bạn đã học elif rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ cần thêm phần elif như thế này. Và chúng ta chấm full name chấm len. Nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì các bạn thêm cho mình một cái thông báo, ví dụ như là họ và tên không được nhỏ hơn 2 ký tự. Không được nhỏ hơn 2 ký tự như thế này. Đó, các bạn chạy thử lên. Đó, ví dụ tôi nhập là A thì nó sẽ phải thông báo như này. Họ tên không được nhỏ hơn 2 ký tự. Đó, thì các bạn chỉ cần thông báo như thế này thôi cũng được. Đó, message là do các bạn tự tùy chỉnh. Ví dụ nhập A ở đây. Đó, không được nhỏ hơn 2 ký tự. Nó bị tràn đây khó chịu quá nhỉ. Chỉnh CSS cho nó một chút đi. Đây, cho 550 đi. Đây. Đó, ok, kiểu như vậy. Thì các bạn hoàn toàn có thể xử lý là bỏ khoảng trống của cái này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là chấm trim nữa. Đó, rồi chấm len thì nó ok hơn. Đây, thì khi các bạn cách ra thì nó vẫn không hiểu cái khoảng trống đó. Đó. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện validate xong cho trường họ và tên. Có lẽ là video này tôi sẽ dừng lại tại đây, bởi vì nó cũng khá là dài rồi. Tôi sẽ dành việc validate cho các input khác vào video sau. Các bạn hãy thực hiện lại nó ở trên máy của mình. Và đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để đón xem những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.